Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok, clip đột kích các bạn ơi. Thì ok, hôm nay mình và các bạn cùng thực hiện một cái thử thách khó, rất là khó đối với mình nha. Đó, đó là chơi 100 skill đó, zombie nha anh em. Với cái kho đồ của mình nha, kho đồ AI của mình thôi, AI của mình thôi. Đó, rồi chơi 100 skill. Ok, thì cái khó của mình để mình nói ha, là mình không có chơi cái này anh em, cho nên là mình chơi rất là gà. Mua cái này anh em, kẻ quý việc nè, thanh toán nè, đó lưỡi hái đó nghe anh em, đó đó, chơi này được phải mua cái dụng cụ nè. Mình chơi rất là gà nghe anh em, đó. Khi mà bắn thì mình nhiều khi mình bắn được, nhưng mà đến lúc mà gọi là biến thành zombie á, người ta chơi toàn súng vip TMB thỏ gì tùm lum là người ta bắn lại vào không được anh em, và không được thì đâu có skill anh em. Mà nhiều khi đang đứng bù đông cái một mạng cái nó vào phát là xong. Bây giờ mình sẽ thực hiện clip này đến khi nào mà nó đủ 100 skill nghe anh em, là một trận nó phải 100 skill mới được, nếu không thì phải quay trận khác. Đó, rất là gian nan anh em. Rồi ok, với giờ mình phải chuẩn bị thôi. Đó, chuẩn bị cái kho súng của mình thôi. Đó, ok, kho súng mình sẽ chuẩn bị là đầu tiên là phải chuẩn bị cây này đi anh em. Ở cây MG mình chưa có thắt lưng MG nữa anh em. Khó nha. Rồi ok, để mình lựu đạn nè, lựu đạn, có lựu đạn zombie anh em, lựu đạn zombie nè, ưu tiên được hai cái ba lô anh em, có hai lựu đạn zombie đó, gắn vô. Ok, để mình gắn vô xong hết là mình quay. Ok anh em, đó chuẩn bị ha, ba lô 4 ba red thì gắn thêm cây cốp để bắn cho nó nhanh, ba lô 3 thì bắn cây này, thì nãy trang bị này cho cái cốp mà thôi, và này là DK ba red kia ha. Cái súng này, xuống này thì hiện tại á, mình chỉ mới có cái hát lưng súng lục khoảng 3 ngày lưỡi hái zombie nè, kẻ quý việc mới mua có băng đạn nè, có một cái băng đạn zombie, áo giáp zombie còn 8 ngày nè, đó còn thiếu cái băng đạn MG nghe anh em. MG thì mình sẽ mở 5 hòm nghe anh em, đó ra không ra thì thôi. Đó, để xem cây nhân phẩm mình không ra không nha. Một, không ra nha anh em, bấm vô đây cho nó nhanh. Ok, băng đạn MG, trời ơi gì xu hồi sinh không ạ, băng đạn MG lấm, trời ơi toàn là xu hồi sinh ta. Ồ, cái két này nhìn thấy ngon mà nó ra xu hồi sinh không à, trời. Xuống hồi sinh đi, xuống hồi máu anh em, bắn đạn MG. Ồ, cái nhóm chón nữa anh em. Rồi cái đó được có 5 hòm nha anh em, như cái hòm mà an toàn đây, hòm an toàn này mở thêm 3 hòm nữa, 4 hòm nữa anh em, không ra nữa thì không mở nữa nha, y vậy chơi luôn, càng khó luôn, chơi luôn. Rồi một hòm, trời ra thêm cây này nữa, mình đâu cần cái đó. Ok, hòm thứ hai đây, băng đạn, trời ơi thêm cái cốp nữa. Ok, ba nè, kính chống gió nữa. Ok, cái cuối cùng băng đạn MG lắm. Rồi ok anh em, thôi có nhiều đó chơi nhiều đó luôn nha. Ok nha, rồi vào game thôi. À từ từ anh em, đổi nhân vật, mình sẽ đổi nhân vật này qua đây anh em. Nhân vật này nó có giảm thiệt hại đồ đó, chơi nhân vật này nha. Ok ok anh em, bắt đầu vào phòng rồi nè, đó vô cái trận mới luôn. Lên lưng bên đi thôi rồi luôn á, kìa nó kìa, lụm anh em ơi, ít quá. Ồ, chết nhanh hả? À? Bả, lắc gì hả?
quá, đắt quá. Đó kìa, lấm 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 lấm. Ôi đắt, đắt đứng hoài ta. Ơi anh zoom, anh zoom, anh te chứ bạn zoom. Đâu rồi, đắt quá. Chết rồi. Này ít người quá anh em. Hành ít người rồi, có ít zombie luôn. Có một ông này không chưa qua được ai hết, nhảy dưới nạp đạn quá nè, nạp đạn thôi. Thầm tiếp tế nè, đồ đạn để tìm. Dạ. Giật quá, lắc quá. 16 giây nữa. Rồi nạp xong rồi đó anh em. Có một mình ông đó. Ok. Có một mình ông đó thôi anh em ơi. Rồi giờ người ta vô rồi nè anh em. Hên có ngoài đường đó được 11 kêu rồi anh em ơi. Ngon. Nhảy theo chi bà nội. Ừ đi chỗ khác đi. Có một mình đây ngồi chắc quyết hành dụng bi quá. Rồi xong rồi. Ok. Ồ lắc quá anh em ơi. Ok. Rồi rồi rồi. Ủa nó lắc kìa. Rồi rồi. Đây một em. Một mấy mục tiêu à. Đâu rồi. Lắc quá đông dữ. Lên đây ấy. Zombie. Đâu rồi, coi chừng mấy người tá nó bay lên nha. Rồi te 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 te. Lắc nữa chứ. Ơi té ơi ghim ghim ghim. Ghim té luôn. Đó. Ờ chết luôn rồi, ghim té luôn. Được. Bắn này được chứ biết là zombie tụi nó bắn dữ quá vào. Khó vào quá. Tám bảy nè, kiếm hầm thực tế rồi. Ê trời hên quá. Rồi cho quay chung vinh nữa rồi kìa anh em. Là nhiêu kêu rồi, 18 kêu hả? Ủa mà chưa biết hình zombie mà bị chết hai mạng ngộ ta. Sinh tồn hai hả? À sinh tồn hả? Sinh tồn hai là tồn tại cuối cùng hả? Không hiểu. Ơi. Ok. Sống sống sống. Tay nè. Giật quá anh em ơi. Ô té té. Hốc hốc hốc. Đâu rồi đâu rồi. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi.
mình nó chết hả? Ghim lại một cái là bắn ngon anh em. Chưa ghim được. Đây. Hai đạn lâu ghê. Đó, cũng phải có thêm cái đạn MG nữa là bắn đã. Nó ngon nè. Đạn quá. Đạn quá không dám xả anh em. Dạ, có con này nè. Ơi, tè nó me chỗ này anh em ơi. Nó me. Chỗ này còn đông lắm anh em ơi. Hết đạn này. Bắn ra. Không qua được ai quá lực ít quá trời. Còn 31 cái đạn. Mình được bao nhiêu tao hết đạn rồi. Tao đi bơm đạn. Đi bơm đạn của mình nè. Chơi xung quanh luôn. Quá trời đất rồi. Sao đi dùng win nữa anh em. Rồi anh kêu 100 mấy skill luôn kìa. Bắn súng whip có khác anh em. Không có đạn bắn cà nhín. Tại hút hết. Mấy em bắn 100 mấy skill ghê ta. Chết bài. Thôi để mình dừng lại anh em. Ok anh em, được bắn rồi nè. Còn này biết zombie không à. Đó. Cảm xét nó thôi, xả hết đạn đi. Ok. Đấy, thôi ra. Tự nhiên chứng nhận con này. Ngay hầm tiếp tế luôn. Này hết đạn không đầy đạn đi đổi súng. Đây lát dằn rồi. Đạn hai đạn lâu ghê. Đây nữa nè. Quả lực cũng có luôn. Hết đạn nữa. Mình té nó trong kia. Ok. Nạp đạn vô. Ôi quá hên. Mày nấp tự kỷ ở đây. Nó tự kỷ hết trơn rồi. Còn cái hàng ngon nhưng mà bắn xa quá sợ bắn. Chung win nữa anh em ơi. Ok anh em, được bắn nha. Tức thua luôn. Mình chơi thải ngủ luôn. Chơi cái quyền rồi đi wow rồi. Đây nè anh em. Tôi giết nó. Tôi giết. Á, à, nhiều máu quá. Lấy cái này ra hai đạn nữa. Rồi, đi cá lên nè.
chém đó. Chưa biết chơi cái đó anh em ơi. Được, được. Ok, bắn tiếp nha anh em. Nãy giờ cũng được 74 kill rồi anh em ơi. Tại vì cái này thứ đầu chết ít anh em. Giờ vào quê quá. Vào đâu mấy thằng zombie đâu dột trong nhà không hả? Đây, 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 đây. Không thấy đường luôn á. Quá là lực tăng này. Lát có bắn trúng rồi không mất máu. Đây à, mình thay đạn đã. Ăn thịt te với. Không đi non. Té lên nó vào rồi cục té nó vẫn quyết tâm lên đây nè. Đây nè, quyết tâm lên nữa nè. Rồi xong có một cái hơn luôn em. À, mấy thằng kia thôi. Ok anh em, giờ chơi này anh em. Chơi xuống này nha. 92 skill rồi anh em ơi. Nghĩ là clip này sẽ thành công anh em. Quá hên luôn. Quá hên luôn. Bắn nha, chứ không được bắn là rồi luôn. Ok. Súng này bắn nhẹ hơn mà nó không có mạnh bằng súng kia. Đây, 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 đây. Bộ bắn cái đống đạn không mà không mất máu. Chơi gì kỳ vậy? Này hai đạn cũng nhanh nữa. Đó, một em. Thấy chưa? Trời ơi, hết hồn rồi. Zumbino. Cóc già, cóc già ơi, cóc già từ từ thôi, cóc già ơi, cóc già từ từ thôi, chung đi ngon ơi, khỏe luôn. Khỏe luôn, giết thằng đi, vừa đủ giết thằng luôn anh em. Đại ca, ok anh em ơi, trong kêu rồi, trong đấy ai kêu rồi anh em ơi. Dạ, rồi xịp, rồi xịp. Bạn ấy là xịp. Thế bạn zombie này cũng trội cũng mệt nữa. Dạ. Tiêu diệt nó ơi. Ok. Em này được em. Em lên là chơi ở đây chết. Quá đông luôn. Rồi chạy hết trơn rồi. Rồi đây này này nè. Rồi xuyên táo một tẹt vô bị non rồi chết chết rồi. Núp rồi te ơi te. Rồi te không cần. Đèn đông quá à. Quá đông rồi. Quá đông quá nguy hiểm rồi. Hết đèn nữa chứ. Mình biết tế làm đâu ơi. Sao để giúp bạn bè. Đạn nữa chứ. Trời ơi, mau bắn kia anh em ơi. Ok anh em, chắc bắn cuối ạ. À. Sao mà được 118 kill nha anh em. 118 kill thành công rồi nha. Đạt chỉ tiêu ok nha anh em.